ngọc thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin lo ngại an ninh đến việt nam khi lào và trung quốc hợp tác quân sự trong những năm gần đây quan hệ giữa lào và trung quốc đã được nối lại và tăng cường tuy nhiên điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực đến việt nam đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đấu tranh lãnh thổ và biển đảo đang diễn ra giữa việt nam và trung quốc Trung Quốc có thể sử dụng mối quan hệ với Lào để củng cố thêm sự hiện diện của mình trong khu vực, đặc biệt là trong các khu vực biển và lãnh thổ đang tranh chấp. Ngoài ra, việc Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với Lào cũng có thể khiến cho Việt Nam thấy bị bao vây và bị cô lập trong khu vực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA đã thực hiện một bài phỏng vấn ông Vũ Xuân Khang, nghiên cứu sinh từ Đại học Boston, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5. Theo đó, ông Khang cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Lào là mối đe dọa an ninh quốc gia và nghiêm trọng hơn nhiều so với các hành động gây hấn trên biển Đông, bao gồm cả hợp tác quân sự. Theo thông tin từ AFA, từ ngày 9 tháng 5 đến 28 tháng 5, 200 binh sĩ thuộc chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc thực hiện một cuộc tập trận quân sự chung với 700 quân nhân Lào mang tên Lá Chắn Hữu Nghị 2023 để đối trọng với các cuộc tập trận khác của Mỹ và các nước khác trong khu vực. Cuộc diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đây là cuộc diễn tập quân sự thứ hai trong vài năm trở lại đây giữa hai quốc gia đều có chung đường biên giới với Việt Nam. Trước đó, trong năm 2019, Bắc Kinh và Viên Chăn đã tổ chức tập huấn cứu hộ y tế nhân đạo chung mang tên Đoàn Tàu Hòa Bình, hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Lào diễn tập cứu hộ hồi 2019. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị với Lào. Việc chủ tịch nước Việt Nam công du đầu tiên tới Lào trong năm 2023 được xem là thể hiện chính sách nhất quán này. Tuy nhiên, việc Lào tăng cường hợp tác đa phương với Trung Quốc có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Việt Nam tại Lào. Ông Khang cho rằng Trung Quốc đang cố gắng kéo Lào vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình thông qua tập trận chung và hợp tác quân sự với Lào. Điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Lào. Do đó, Việt Nam cần duy trì Lào trong quỹ đạo của mình để tránh việc Trung Quốc sử dụng Lào làm bàn đạp để cắt đôi Việt Nam từ phía Tây, cùng lúc tấn công từ phía Bắc. Ông Khang nói thêm, Trung Quốc dễ dàng làm suy yếu ảnh hưởng của Việt Nam tại Lào qua các dự án đầu tư kinh tế như đường ray nối thủ đô Viên Chăn tới biên giới Lào-Trung Quốc, hay phần nửa các khoản nợ nước ngoài của Lào là do Trung Quốc nắm giữ. Quan hệ Việt-Lào do vậy chỉ còn lại trụ cột chính là quân sự, do hai nước này vẫn là đồng minh quân sự chính thức theo Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác 1977. Ông Khang nói, hình ảnh Thiếu tướng Chan Thon Sote, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Lào, nói chuyện với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa, bên lệ đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tháng 6 năm 2022 một cựu giảng viên đại học kinh tế quốc dân hà nội đồng ý với quan điểm rằng ảnh hưởng của việt nam lên lào đang giảm dần trong khi quan hệ trung lào đang tăng lên theo ông này trung quốc đã sử dụng tiền để tạo ảnh hưởng chính trị ở lào đồng thời hỗ trợ các tập đoàn kinh tế của người hoa làm ăn mua đất lập đặc khu ở lào những khu vực của người hoa ở lào đã trở thành như một quốc gia riêng và người lào không được phép thâm nhập ông cho rằng chính phủ việt nam vẫn cho tình báo quân đội sang lào hoạt động dưới vỏ bọc làm kinh tế nhưng họ chỉ tìm cách kiếm ăn qua việc buôn lậu và khai thác trộm gỗ rừng một nhà quan sát chính trị ở hà nội cho rằng việc tăng cường quan hệ quân sự trung lào thông qua tập trận chung là một phần trong kế hoạch của trung quốc để tăng ảnh hưởng lên lào việc này có thể làm nhằm đáp trả cho việc việt nam tăng cường quan hệ bang giao với hoa kỳ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin lo ngại an ninh đến Việt Nam khi Lào và Trung Quốc hợp tác quân sự. Phát biểu hợp lòng dân của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu gây bão Những ngày qua, một video dài khoảng 3 phút đã gây bão trên mạng xã hội. Trong video là bài phát biểu của ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 do thành ủy thành phố Bạc Liêu tổ chức ngày 29 tháng 4. Hình ảnh ông Phạm Văn Thiều chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, người có phát ngôn gây bão. Ông Thiều nói: "Mình chơi 11 giờ mà nghỉ thì chơi chưa đã. Người ta nói tới Bạc Liêu chơi vậy sao đã được. Phải chơi đến 2, 3 giờ sáng mới nghỉ mới hiệu quả. Đi du lịch mà đi nhậu đi karaoke 11 giờ đóng cửa thì sao được?" Tôi đề nghị lực lượng công an văn hóa phải hạn chế cái này và đồng thời mấy ông cảnh sát giao thông đừng có canh người ta ăn chi. Với tư cách là chủ tịch tỉnh, tôi đề nghị hạn chế lại, đừng có làm quá, làm gắt quá du khách nước ngoài không đến, ở ngoài tỉnh người ta không đến thì không phát triển được gì. Hoạt động về đêm muốn thu hút thì phải mở trễ một chút, quy định cho 2 3 giờ sáng chứ. Phát biểu với báo người lao động ông Thiều cho biết ông vẫn giữ nguyên quan điểm trong bài phát biểu đó và đề nghị cần phải thay đổi, cởi mở hơn để phát triển. Đặc biệt đối với hai vấn đề chính đó là giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và kiểm tra nồng độ cồn của khách tại các quán nhậu. Bình luận về vấn đề này AFA ngày 2 tháng 5 dẫn lời một người dân cho rằng sở dĩ video của ông Thiệu phát biểu gây xôn xao mạng xã hội là do ông đề nghị ngành công an hạn chế cho cảnh sát giao thông canh bắt phạt ở quán nhậu. Một ý kiến khác cho rằng các nói của vị chủ tịch tỉnh bạc liêu bình dân thực tế khác hẳn các nói của các quan chức nên thu hút người dân theo AFA những tranh cãi về việc cảnh sát giao thông lạm quyền ăn tiền từ người vi phạm đánh người xuất hiện trên báo chí nhà nước và mạng xã hội từ nhiều năm qua AFA nêu ví dụ chiều 26 tháng 4 năm 2022 một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người cảnh sát giao thông tại thành phố hồ chí minh có hành động ôm quật ngã một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Viện Cảnh sát sau đó được xác định là Đại úy Trần Xuân Chính đã dùng chân đạp vào mặt người đàn ông này. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của ông Đinh Kim Phúc cho rằng hạn chế tai nạn giao thông bằng cách cấm người tham gia giao thông có rượu bia. Vấn đề này thì nước nào người ta cũng có quy định hết, nhưng cái cách thực hiện như thế nào mới là điều đáng nói điều lực lượng canh ở các quán nhậu thì nó cũng không sai nhưng mà nó rất phản cảm và người ta dễ lợi dụng tôi thấy làm lạ đây là một cách chỉ đạo một phát biểu của ông chủ tịch đầu tỉnh mà có những cái nói thẳng ra là ngôn ngữ rất dân giả rất bình dân chứ không phải là ngôn ngữ của một quan chức hành chánh nó tạo ra cho người nghe một sự mắc cười mà bên cạnh cái mắc cười đó người ta nghĩ ông này rất thực tế và đối với đời sống của người dân việt nam hiện nay đó là vấn đề đi chơi đêm, vấn đề nhậu nhẹt, vấn đề tham gia giao thông. Có lẽ đây là lần đầu tiên một vị chủ tịch tỉnh mà phát biểu bằng hết suy nghĩ ở trong đầu mình, ở trong ruột mình. Hiện nay là thời bình nên không có lý do gì mà 11 giờ khuya phải đóng cửa quán, nó không căn cứ vào bất cứ điều gì, nhất là luật pháp. Ông Đinh Đức Long khẳng định với IFA, ông này nói là người ta thích, vì thứ nhất hợp lòng dân, hợp lòng dân là vì người ta cũng thích ăn nhậu, thứ hai các doanh nghiệp cũng muốn kinh doanh không có kinh doanh thì tỉnh cũng không thu được thuế tức là cả ba bên đều có lợi chỉ có cảnh sát giao thông là không có cơ hội phạt nữa thôi mục đích của cảnh sát giao thông là canh là rình với mục đích là để phạt chứ không phải là để hạn chế tai nạn giao thông ai cũng biết afa cũng dẫn lời phát biểu của ông võ văn thưởng khi còn giữ chức thường trực ban bí thư dân là gốc là trọng tâm là trung tâm của mọi quyết sách lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất về chất lượng của các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin phát biểu hợp lòng dân của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu gây bão. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê